Sáng nay ngày 27 tháng Chạp, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường thành phố tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực sông Phú Lộc nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đón chào Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chương trình với sự tham gia của 200 đoàn viên thanh niên chia làm 5 điểm ra quân tại khu vực sông Phú Lộc, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, hoạt động nhằm mục tiêu cải thiện cảnh quan môi trường tại sông Phú Lộc, góp phần tuyên truyền lan rộng thông điệp bảo vệ nguồn nước tại Đà Nẵng. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Thành đoàn Đà Nẵng và các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tạo cảnh quan môi trường sông Phú Lộc, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên cộng đồng. Một trong những điểm nổi bật của năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố làm sao để cho bà con nhân dân tổng dọn có cái rác mà cầm cày kích thước lớn, cũng như là dọn vệ sinh sớm để cho công nhân công ty môi trường đô thị sớm được kết thúc cái công tác dọn vệ sinh để cùng đoàn viên với gia đình trong cái đêm giao thừa. Với những hoạt động hết sức ý nghĩa của từ các bạn đoàn viên thanh niên trong cái dịp Tết Nguyên đán lần này đã góp phần giúp cho thành phố cải tạo được cái môi trường hai bên dòng sông Phú Lộc, qua đó giúp cho thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Hoạt động này cũng nhằm chia sẻ giảm bớt áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường trong dịp cao điểm cuối năm, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 và góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đón chào năm mới.